cựu phó chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Đài bị bắt. Cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố để điều tra những sai phạm trong việc giao cho thuê không qua đấu giá khu đất 5.000 m2 số 8 đến 12 đường Lê Duẩn, quận 1. Ngày 8 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015. Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thành Tài, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 đến năm 2015 cùng về tội danh trên. Ông Tài bị khởi tố để điều tra về những sai phạm liên quan đến khu đất vàng 5.000 m2 tại số 8 đến 12 đường Lê Duẩn. Cơ quan điều tra cũng khởi tố thêm 3 bị can: Nguyễn Hoài Nam, bí thư quận ủy quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, Đào Anh Kiệt, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, Trương Văn Úc, nguyên phó trưởng phòng quản lý đất Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Tài, ông Kiệt và ông Úc, riêng ông Nam được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong số 4 bị can, ông Kiệt và ông Úc bị cho là liên quan đến dự án số 2, số 4, số 6, Hai Bà Trưng, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh và dự án số 15 Thi Sách, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Những dự án này có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm. Khu đất số 8 đến 12 Lê Duẩn có diện tích 4.896 m2 thuộc sở hữu nhà nước. Ban đầu, khu đất này do 4 đơn vị thuộc Bộ Công Thương thuê sử dụng làm trụ sở làm việc là Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn, Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố, Công ty Cổ phần Hóa chất Vật liệu Điện Thành phố và Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco. Đến năm 2010, cả 4 công ty trên, sau này là cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Đầu tư Lavino, đã đồng ý chuyển nhượng phần góp vốn tại Lavino cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Kindo, nay là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Kido. Sau khi chuyển nhượng, Công ty Cổ phần Đầu tư Lavino có vốn 2.100 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Quản lý Kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ 20%, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Hoa Tháng Năm, tỷ lệ 30% và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Kido chiếm tỷ lệ 50%. Đến tháng 6 năm 2011, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Lavino sử dụng 4.896 m2 đất tại số 8 đến 12 Lê Duẩn để đầu tư khách sạn cao cấp, thương mại, dịch vụ, căn hộ cho thuê với thời hạn sử dụng đất là 50 năm. Quyết định phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất và giá trị công trình xây dựng trên đất này số 8 Lê Duẩn theo giá thị trường là hơn 621,7 tỷ đồng. Duyệt đơn giá thuê đất tại số 12 Lê Duẩn theo giá thị trường là hơn 3,5 triệu trên 1 mét vuông trên 1 năm. Công ty Cổ phần Đầu tư Lavino đã nộp đủ số tiền sử dụng đất và nộp tiền thuê đất đến 30 tháng 6 năm 2016 vào ngân sách nhà nước hơn 700 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ tại báo cáo kết luận số 138 năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có sai phạm trong việc không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá tài sản trên đất tại khu nhà đất số 8 đến 12 Lê Duẩn thành phố Hồ Chí Minh, giải trình khó thu hồi đất vì Lavino đã đầu tư hơn 700 tỷ đồng nộp tiền sử dụng đất và thuê đất. Đến ngày 4 tháng 5 năm 2018, Thanh tra Chính phủ tiếp tục ra kết luận tại thời điểm năm 2009-2010, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang bàn bạc cân nhắc chủ trương đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp, căn hộ cho thuê trên khu đất này. Ngoài hai công ty Hoa Tháng Năm và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Kindo muốn đầu tư, còn có hai công ty khác cũng có văn bản đề nghị thực hiện dự án. Đại diện Viện Kiểm sát nhận định hành vi của Phan Văn Anh Vũ phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản nên đề nghị mức án từ 15 năm đến 17 năm tù. Sau 2 ngày tạm nghỉ, sáng ngày 7 tháng 12, phiên xét xử Trần Phương Bình, Phan Văn Anh Vũ được tiếp tục với phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát trình bày quan điểm luận tội với các bị cáo. Theo kết quả thẩm tra công khai tại phiên tòa, các tài liệu chứng cứ có đủ kết luận Trần Phương Bình với vai trò là tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng quản trị và chủ tịch hội đồng thành viên Đông Á Banh đã chỉ đạo các bị cáo chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng. Trần Phương Bình với vai trò là tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng quản trị và chủ tịch hội đồng thành viên Đông Á Banh đã chỉ đạo các bị cáo khác chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại trên 1.551 tỷ đồng, tổng cộng gây thiệt hại cho Đông Á Banh hơn 3.600 tỷ đồng. Những hành vi trên là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng Đông Á Banh tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2015 lộ lũy kế 31.076 tỷ đồng,
vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng. Hai bị cáo Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến đã lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt của Đông Á Banh hơn 1.160 tỷ đồng trong việc mua 74.279.056 cổ phần DAB từ năm 2007 đến năm 2014. Để có tiền mua cổ phần DAB, Trần Phương Bình chỉ đạo Nguyễn Thị Kim Xuyến và các bị can thực hiện 9 hành vi phạm tội trong việc lập phiếu thu tiền khống, đứng tên Trần Phương Bình và người thân mua cổ phần DAB. Để bù đắp số tiền thu khống này, Bình chỉ đạo Nguyễn Thị Kim Xuyến, các bị can thực hiện các hành vi trái pháp luật bằng cách xuất quỹ bán vàng, lập hồ sơ cho vay khống để tắc toán tiền mua cổ phần. Về cáo buộc lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt hơn 203 tỷ đồng của Phan Văn Anh Vũ và Trần Phương Bình, chiếm đoạt trên 294 tỷ đồng của Đông Á Banh. Theo đó, năm 2013, do thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền vàng trong kho quỹ, Trần Phương Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ của Đông Á Banh từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng để thu hút vốn đầu tư. Do quen biết từ trước, Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ bàn bạc và thống nhất Phan Văn Anh Vũ mua 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014, mục đích để Phan Văn Anh Vũ trở thành cổ đông lớn có quyền chi phối tại Đông Á Banh. Nguồn tiền mua cổ phần Đông Á Banh gồm Phan Văn Anh Vũ thế chấp 220 lô đất tại Đà Nẵng, vay 400 tỷ đồng của Đông Á Banh. Đối với 200 tỷ đồng còn lại, Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên Đông Á Banh xuất quỹ cho Vũ và Vũ ký khống chứng từ nộp 200 tỷ vào Đông Á Banh để Vũ có được 200 tỷ đồng tham gia mua cổ phần của Đông Á Banh. Khi việc tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng không thành công, ngày 8 tháng 4 năm 2014, Trần Phương Bình chỉ đạo Đông Á Banh chuyển trả 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi của 600 tỷ đồng vào tài khoản của công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79. Như vậy, Phan Văn Anh Vũ chỉ nộp 400 tỷ đồng nhưng lại nhận 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi, tức là đã chiếm đoạt của Đông Á Banh 200 tỷ đồng tiền gốc do ký chứng từ khống và có gần 3,2 tỷ đồng tiền lãi của số tiền khống này. Trong nhóm hành vi cố ý làm trái, Trần Phương Bình và đồng phạm bị truy tố về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại cho Đông Á Banh các khoản tiền hơn 467 tỷ đồng trong việc chi lãi ngoài để huy động vốn, 384 tỷ đồng trong việc kinh doanh ngoại hối, 611 tỷ đồng trong việc kinh doanh vàng tài khoản. Ngoài ra, Bình và đồng phạm còn gây thiệt hại 53 tỷ đồng trong việc tách toán khống một phần khoản Nguyễn Hồng Ánh vay 1.900 lượng vàng, 2,4 tỷ đồng trong việc trả lãi cho hai khoản vay của bà Nguyễn Thị Hồng trú tại thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại cho Đông Á Banh 31,2 tỷ đồng trong việc Trần Phương Bình thanh toán tiền hợp đồng mua trước quyền nhận tiền bán chứng khoán Repo hơn 10,4 triệu cổ phần công ty không gian ngầm. Đối với nhóm hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của ba bị can Nguyễn Thị Cúc, Phan Thị Tố Loan, Nguyễn Vinh Sơn thuộc Ban Kiểm soát Đông Á Banh, đại diện Viện Kiểm sát nhận định trong thời gian làm nhiệm vụ tại Ban Kiểm soát Đông Á Banh, ba bị can này đã thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật để cho Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến và các bị can đồng phạm lạm dụng chức vụ quyền hạn và chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại cho Đông Á Banh hơn 3.600 tỷ đồng. Về số tiền 13,4 triệu USD do Phan Văn Anh Vũ không biết nguồn gốc số tiền này nên không truy tố bị cáo về số tiền này, nhưng buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi hoàn số tiền này. Từ các nhận định trên có đủ cơ sở kết luận các bị cáo phạm vào tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Trần Phương Bình đã lôi kéo các nhân viên dưới quyền vào con đường phạm tội nên cần phải mức án nghiêm khắc để răn đe. Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình chung thân về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hình phạt cho cả hai tội là chung thân. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến, 20 năm tù về tội
lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản 18 đến 20 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Phan Văn An Vũ 15 năm đến 17 năm về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tổng hợp với bản án cũ là 23 đến 25 năm tù. Các bị cáo còn lại từ 24 đến 36 tháng tù treo tới 16 đến 18 năm tù cùng về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Về trách nhiệm dân sự buộc bị cáo Bình hơn 3.500 tỷ đồng, Nguyễn Thị Kim Xuyến liên đới bồi thường 486 tỷ đồng, Phan Văn Anh Vũ bồi thường 13,4 triệu USD và 94 tỷ đồng cho Đông Á Banh.